Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ review đá quỷ Dreamer, đá quỷ của chúa trời Eno. Hôm nay sẽ làm chúa trời một bữa. Và ở đây không phải là trong đất Sky, không phải đất tinh đảo trên trời, đây là đảo dưới đất. Đầu tiên là thấy Dreamer, đầu tiên là chiêu giết. Chiêu giết là thả ra một con đồng điện. Rồi chiêu ít là dùng một vùng sấm sét. Chiêu ít này đánh là cũng dùng hai kỳ quan sát có thể né được, nhưng mà cũng khá đó. Chiêu C là một khối cầu, một cột điện từ trên trời rớt xuống. Chiêu C cũng hơi ghê. Hai ông luôn, ông kia lao vô dính luôn. Rồi, tiếp theo là skill nghe ném ra một quả cầu to. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bây giờ sẽ dùng cái này, sử dụng cái này để đi đánh lan vô cái gì nhỉ? Vô. Thật ra mình vô mà chống với chúa trời à? Ấy, đúng rồi. Có cầu của ta là gì? Đâu rồi? Chạy à? Không ai nữa rồi. Chạy à? Làm vô hồi máu hơi nhanh. Sẽ chạy đẹp. Còn cái một quả bom nữa. Chấm đôi. Giết. Ghê. Ghê. Rồi qua lưng đánh đi xin nhân. Anh ấy đã ra đi và không bao giờ trở lại.